tỉnh Quảng Trị này có 72 nghĩa trang liệt sĩ, nhưng có hai nghĩa trang không có bia mộ mà chỉ trong tiềm thức, đó là thành cổ và dòng sông Thạch. Ngày đêm, gần 5.000 người trai ưu tú đã nằm lại. Rất nhiều chiến sĩ, thì xương đã hòa vào từng tấc đất thành cổ. Trong số đó có chàng trai Hà Nội, Nguyễn Phát Động. Hôm nay sau 39 năm, gia đình mới được gặp đồng đội của anh ở ngôi nhà mà anh đã sống cuộc đời 20 năm. Anh An là bác sĩ, đã cấp cứu cho Động và có đến nhà. Anh có đưa một cái di vật của Động là gồm có thư và hai cái ảnh cỡ như thế này, và của em Động và của tôi, và kèm cả thư từ nữa, thì anh có đưa đến nhà và gặp bố mẹ tôi. Và khi đó thì tôi đang học đại học năm thứ ba ở số 8. Trong cái di vật của em tôi gửi về thì là có ảnh của Thịnh. Hồi đó tôi không biết Thịnh rồi, Vịnh em tôi chụp mũ tay bèo. Đang ở trên trường thì tôi được báo là Động về thăm gia đình trước khi vào Nam, sau mấy chị em gặp nhau nơi sơ tán. Đến lúc giờ em Động tôi phải ra đi, và hai chị em cứ dùng rằng mãi thì đứng ở giữa cái quãng đồi đó và giữa trời nắng, thì tôi có nhìn thẳng vào Động, tôi cũng vuốt ve áo rồi cũng ngắm em mình một lúc, và tôi có nói rằng là Động ơi, em đi thế thì em đi thế này thì em cố gắng mà giữ cái đầu về nhá, để chị em mình còn gặp nhau. Thì Động có cười nói lại là giữ cái gáo chứ chị. Thế thì tôi bảo tôi khóc. Thì Động bảo thôi chị ơi, chị đi đi. Thế Động quay lưng đi và Động không dám ngoái lại, thì tôi cứ đứng nhìn theo mãi. Đến khi em tôi khuất ở dưới chân núi, thì chân đồi, thì tôi mới về. Cuộc chiến bước vào giai đoạn quyết liệt. Hàng nghìn lượt thanh niên đã lên đường nhập ngũ. Chàng trai Hà Thành nhập vào dòng người như thác lũ ấy. Tôi luôn luôn nhớ đến em tôi, và tôi thậm chí tôi còn sợ, không đôi lúc sợ không dám nhìn ảnh, không dám đọc thư, không dám gì hết. Tôi không lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ em tôi, vì em tôi là một chàng trai rất là khéo léo, rất là cũng gọi là đẹp trai, khéo léo mà điềm đạm, mà tình cảm. Nói chung là có mọi thứ. Tôi hy vọng là em tôi sẽ là một người đàn ông trưởng thành sau này, rất là thành đạt, rất là đáng tự hào. Nhưng mà rất tiếc là em tôi lại hy sinh sớm quá. Chiến trường miền Nam bước vào xuân hè năm 1972, mặt trận Trị Thiên trở nên nóng bỏng. Ngày 1 tháng 5 năm 1972, quân giải phóng đã làm chủ hoàn toàn Quảng Trị. Nhưng Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn không cam chịu thất bại, tổng động viên lực lượng, lập phòng tuyến phía nam sông Thạch Hãn, phản công chiếm lại thành cổ. Cuộc chiến giữ thành kiêu hùng và quả cảm của các chiến sĩ ta đã diễn ra trong 81 ngày đêm, từ 28 tháng 6 đến 16 tháng 9. Trong số những người con khắp mọi miền đất nước ngã xuống nơi thành cổ, có người lính trẻ Nguyễn Phát Động. Bao này có xe này không biết ai của ai cả. Bảo bây giờ mày bỏ lên đao. Thế khi bỏ lên một cái thì cháu bỏ lết được bỏ cái ảnh này. 15 20 mét đấy. Thì là có sáng một lúc nhìn trời. Nhìn hai bóng sáng tắt một cái là tối một cái mà vẫn sáng trăng. Thì mình đứng lên mình chạy cho nhanh. Mà lúc mình chạy nó đã sự quá là sợ bắn xuống lại. Mà sau là mình pháo đấy. Chạy vừa đến về hầm thì bắt đầu quả pháo lên. Thì lúc đấy tôi mới ở bên trong phố của mặt trận, đi ra thì thấy Động nằm ở bên cạnh, nằm ở trên cáng. Thì Động cũng có hỏi, gọi là bảo Minh ơi cho tao xin đụng nước. Thì tôi cũng lúc bây giờ thì cũng liền là lấy cái bi đông nước ra để cho Động uống. Thì bác sĩ An này mới quát lên là không được uống thế, nếu mà cho uống thì là đồng đội mình sẽ hy sinh ngay. Chờ rồi thì khoảng độ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng sau thì tôi nghe cái tin là Động hy sinh, mà cũng chôn ở gần cạnh đấy. Chàng trai đã hy sinh trong vòng tay đồng đội. Di ảnh của anh cũng là khắc họa cuối cùng của người chiến sĩ mãi mãi tuổi 20. 39 năm sau, lần đầu tiên, những người ruột thịt của anh cùng bác sĩ Lê Văn An
người chứng kiến giờ phút cuối cùng của liệt sĩ, đã tìm lại mảnh đất năm xưa nơi anh nằm xuống. Cuộc hành trình sau gần 4 thập kỷ về nơi đây, khúc tráng ca của một thời máu lửa vẫn vẹn nguyên trong ký ức của người lính già. Bên kia bờ sông là cái khu vực tập kết của bộ đội trung đoàn đánh thành khổ. Từ cái bến hành chính đến cái hầm chỉ huy của mặt trận cũng giống như là cái chỗ để cấp cứu thương binh ở đây chỉ khoảng 50 mét thôi. Không phải ngày nào cũng đưa được thương binh, có lúc là 2-3 ngày mới đưa được một chuyến. Có khi thương binh phải để lại, chờ nửa đêm tầm 10 đến 10 giờ 30 phút. Khi pháo nó ngừng bắn thì lúc bây giờ mới tranh thủ đưa thương binh qua sông. Thế trường học của Động thì không thể đưa sang được vì đã hy sinh ngay ở đó. Cho nên anh phải đưa anh em vận tải chôn cất. Lúc bây giờ anh cũng không nhớ là chôn cất cụ thể ở chỗ nào. Nhưng tất cả thương binh ở đó chỉ được phép chôn cất quanh cái khu vực hầm phẫu độ 50 bước. Cùng lắm thì đưa ra đến bờ sông này. Chôn cất ở bờ sông này. Quanh vừa rồi đấy. Là vì xung quanh đấy toàn hố bom và hào. Cứ để xuống đặt xuống chôn cất. Sau đó là bom đạn nó lại cày lên. Nó cày sới lên ngay, có thể có những liệt sĩ vừa chôn hôm nay ngày mai là xác không còn nữa. Có thể máu xương các anh đã hòa trong phần đất nào đó ven bờ Thạch Hãn, dưới cây cỏ, dưới lòng sông. Bây giờ chỉ mình gặp đâu thắp hương đấy, rồi mình cũng tưởng nhớ chung như là một nấm mồ chung. Và có lẽ lúc về chị sẽ mang một nắm đất ở đây về, chỗ mộ các liệt sĩ về, trong đó có em chị thì chị cũng... Dù sao cái chuyến đi này cũng làm chị thỏa mãn được tất cả những cái gì mình mong chờ khắc khoải bao nhiêu năm. Có thể trong nắm đất này không có phần xương thịt của anh, nhưng làm người vẫn mong đây chính là nơi anh đã nằm xuống. Anh em có vào Quảng Trị và mang được ít đất của anh em năm ấy Quảng Trị lên để thắp hương trên bàn thờ của anh để làm cao với cả đồng đội anh em lên. Nắm đất này mang từ nơi linh thiêng của một thời máu và hoa, mảnh đất đã hòa chung phần xác và phần hồn của bao anh hùng liệt sĩ hiến chọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Anh như đã về với người thân, như trở lại ngôi nhà dưới bóng mát của cây bàng anh trồng trước ngày nhập ngũ. Nắm đất này cũng làm ấm lòng người thân và đồng đội, tất cả luôn nhớ và biết ơn các anh. Mặc dù cái thời gian chiến đấu của tôi trong thành nó phải nói là rất ngắn so với các đồng chí, phải nói thật là ở đây là rất ngắn. Tôi chỉ ở trong thành cổ được có một tuần thôi là tôi ra rồi. Nhưng mà có cái là cái mức độ để trông thấy đồng đội mình ngã xuống ngay trước mắt mình là đã được chứng kiến không ít, nói thẳng mà nói là không ít. Tự tay băng bó cho đồng đội cũng có, và tự tay đặt đồng đội xuống để chôn, nói đúng mức mà nói để chôn thì gọi là chôn, gọi là lấp đất thôi, nhưng mà thực ra mà nói nó rất là nông. Thế cho nên là nghĩ lại những trường hợp như thế, nói thật nên canh các chị là thương lắm. Nhìn lại những cái di vật và những cái bức ảnh trong thành cổ, nhất là nhìn lại những cái hình ảnh khẩu súng và cái ba lô đấy, mà phải nói là nhìn không cầm lòng được. Mà nghĩ lại những anh em mà phải nằm xuống ấy, mà chúng tôi được ra đến đây, thành cổ, mảnh đất dập vùi đạn bom mong manh giữa cái sống và cái chết ấy đã trở thành bài ca bất tử.